trời nữa. Như Anna có nói là buổi đào tạo sản phẩm ngày hôm nay chúng ta sẽ chia thành hai phần. Cái phần đầu tiên á là mình sẽ nói về những cái nguyên lý. Đến phần số 2 thì mình sẽ đi một loạt tất cả những sản phẩm của chúng ta từ đầu quyển catalog đến cuối quyển catalog. Và cái phần thêm một cái phần nữa là Anna sẽ hướng dẫn các bạn một số những cái sản phẩm mà cái công dụng của nó, cảm nhận của nó nhanh. Và mình kinh doanh thì mình tập trung vào những cái sản phẩm đấy để cho khách hàng của mình cảm nhận được nhanh và chúng ta cũng dễ dàng tư vấn hơn. Thế thì bây giờ đầu tiên Anna xin được chia sẻ màn hình lên. Thế cái slide này thì mình thấy nhiều rồi. Thế là cái nguyên nhân mà chúng ta bị bệnh á, thì bạn phải để ý rằng là nếu mà bây giờ chúng ta có thể hiểu được cái nguyên nhân mà là mình bị bệnh thì lúc đó mình sẽ có cái cách để mà mình điều chỉnh. Có cách để mà mình điều chỉnh. Và chúng ta bị bệnh là bởi vì cơ thể chúng ta như một cái cây và nó có kết nối với bên ngoài. Kết nối thông qua tất cả những cái lỗ ở trên cơ thể chúng ta, từ miệng này, từ mũi này, lỗ chân lông này, tai này, mắt đều là những cái điểm để kết nối. Rồi đến cả những cái phần thải ra này, rồi phần phụ của chúng ta này. Và từ không khí chúng ta hít vào, từ nguồn nước chúng ta uống, từ thức ăn chúng ta ăn, và từ tất cả những thứ chúng ta hay tiếp xúc, thì nó mình hút vào như là một cái bộ rễ đấy, và tạo ra những cái quả trên cái cây. Và những cái quả này là những cái quả bị bệnh. Thế nguyên nhân là vì thế nào? Bởi vì thứ nhất là chúng ta bây giờ thừa rất là nhiều, thừa nhiều độc tố. Thừa nhiều độc tố cho nên là bị bệnh những cái bệnh mãn tính. Thứ hai là thừa nhiều mỡ. Thừa nhiều mỡ thì gây ra những cái bệnh như là tim mạch này, rồi mỡ máu này, đúng không? Rồi thừa nhiều đạm. Nhiều đạm thì gây ra bệnh gút. Thừa, chúng ta còn thừa cả đường nữa. Thừa đường thì gây ra béo phì, gây ra bệnh tiểu đường. Rồi còn chúng ta thiếu cái gì ạ? Thiếu rất là nhiều những cái vi chất dinh dưỡng, thiếu nhiều cái chất xơ, thiếu nhiều cái hoạt chất sinh học. Và chúng ta, cuộc sống chúng ta có rất nhiều căng thẳng, stress. Và tất cả những cái thứ này nó làm cho chúng ta tạo thành những cái quả này. Vậy thì bây giờ chúng để chúng ta muốn thay đổi cái quả thì việc của chúng ta là gì? Chúng ta phải làm sao chúng ta loại bỏ phần thừa và bổ sung phần thiếu. Đó, nguyên lý là như thế. Loại bỏ phần thừa và bổ sung phần thiếu. Đó, thế thì ở đây có nhiều bạn sẽ nói rằng là vậy bây giờ làm thế nào để mà mình có thể tư vấn được khi mà một số khách hàng cứ nghĩ rằng là đã có bệnh thì phải đến Tây Y. Bây giờ chúng ta cần hiểu rõ một chút. Có ba cái xu hướng để bảo vệ sức khỏe. Một là Tây Y, hai là Đông Y, và ba là khoa học của dinh dưỡng. Mình hiểu được cái nguyên lý từng cái ngành một nó sẽ tác động như thế nào, để từ đó mình biết cách mình làm việc. Ví dụ như đối với bên Tây Y á, thì họ sẽ xử lý được những cái tình huống khẩn cấp, những tình huống mà viêm khẩn cấp và tất cả những cái gọi là cấp tính ý, thì nên đưa vào Tây Y hoặc là mổ xẻ. Thế còn khi mà Đông Y á, là thiên về khí huyết, điều hòa. Thế còn về khoa học về dinh dưỡng thì chúng ta không có dùng những cái vị thuốc như là ở bên Đông Y, mà chúng ta sẽ dùng những cái loại rau củ quả và những cái loại thảo mộc. Những cái loại này mình sẽ được chiết xuất lên và rồi nghiền theo những cái công nghệ nào đó ABC tùy loại, và từ đó thì khi mà đưa vào bên trong cơ thể của chúng ta thì nó sẽ giúp cho chúng ta một điều như thế này này. Nếu như bây giờ chúng ta, cái nhà của chúng ta nó bị thủng một lỗ, thì nhà của chúng ta là tường thì xây bằng gạch, đúng không ạ? Đó, tường thì xây bằng gạch. Thế bây giờ nhà của chúng ta bị thủng một lỗ thì đương nhiên chúng ta phải dùng gạch chúng ta phá lại, đúng không? Thì cơ thể cũng thế. Cơ thể chúng ta cấu tạo bởi tế bào, cấu tạo bởi dinh dưỡng. Thế thì khi mà cơ thể chúng ta bị bệnh thì mình phải dùng dinh dưỡng để mình điều chỉnh lại. Ở đây ý nó là điều chỉnh trong một khoảng thời gian dài á. Đó. Thế còn nếu mà mình có đi gặp bác sĩ, mình chữa bệnh về xong thì quay trở lại mình vẫn dùng cái dinh dưỡng để mình điều chỉnh trong một thời gian dài. Đó rồi. Và nếu mà đã là thuốc thì nó sẽ có những cái công dụng mà dàn đều lên và nó có thể tổn thương đến cả những tế bào khỏe. Thế còn riêng dinh dưỡng á, thì nó sẽ đưa vào và nó có hai nhiệm vụ. Một là tạo ra những cái enzyme, vitamin, muối khoáng để mà xúc tác cho những cái chu trình bên trong cơ thể của chúng ta. Và cái số 2 đó là nó sẽ giúp đào thải những cái độc tố ra. Bởi vì có một số loại dinh dưỡng thì nó sẽ làm cho chúng ta là cung cấp được cái đầu vào để tức là những cái dưỡng chất mà các cái hệ cơ quan thải độc của chúng ta đang cần thiết.
cơ quan thải độc hàng đầu chúng ta là gan, sau đấy đến thận, sau đấy đến đến phổi, rồi đến da, đều là những cơ quan thải độc, từ đại tràng đều là những cơ quan thải độc, và tất cả những hoạt động của những cơ quan này đều cần phải có những cái dưỡng chất, và chúng ta ăn dinh dưỡng vào là cũng nhằm mục tiêu này nữa. Và đây là một cái chu trình chúng ta chuyển biến cái sức khỏe của chúng ta. Đầu tiên là khỏe này, xong đến mất thích nghi này, xong đến ủ bệnh này, xong đến cấp tính, rồi đến mãn tính. Và nguyên một cái chu trình mà để khi chúng ta thấy chúng ta có bệnh mãn tính là những cái sai hỏng và mất cân đối chuyển hóa, nó phải kéo dài từ 10 đến 20 năm. Đó. Và để mà điều chuyển được thì chúng ta cần một khoảng thời gian từ ít nhất 6 tháng đến 1 năm rưỡi. Nếu tất cả những người khỏe mạnh á, mình dùng sản phẩm khoảng 6 tháng là mình đã thấy là nó có cái thay đổi rất là rõ rệt rồi. Nhưng mà nếu mà những người bị bệnh mãn tính thì chúng ta phải dùng sản phẩm cả trong vòng khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi để thực sự nó đào thải được ra. Và khi mà chúng ta tư vấn, anh chị em mình để ý này, khi chúng ta tư vấn thì chúng ta phải chọn cái gì ạ? Người ta hay thường nói là sự lựa chọn quan trọng hơn sự nỗ lực. Khi mà Anna tư vấn cho khách hàng thì Anna thường hay chọn cái giai đoạn mà từ ủ bệnh thôi đến mất thích nghi đến khỏe ấy. Và Anna hay bán cho những cái người khỏe, những cái người mà ví dụ như là có những nhu cầu là giảm cân này, rồi trẻ hóa này, làm đẹp da, rồi tăng cường sinh lý, rồi tăng size vòng 1, là những cái đối tượng chủ yếu của Anna. Anna thường ít có đối tượng bệnh. Anna cũng có một đối tượng là những người làm kinh doanh, doanh nhân mà cần cái tập trung cao độ, cho nên là cái quá trình tư vấn của mình nó nhanh chóng và người ta cảm nhận được liền. Còn anh chị em nào mà hay có những cái bệnh mãn tính ý, thì thực sự là nó khá là mệt mỏi trong quá trình tư vấn. Mình đây là cái sự lựa chọn của mình, nó cũng cần phải đí một tí. Thì nếu mình là tư vấn viên mới, thì đối với tư vấn viên mới là cái niềm tin của mình á, nó đang còn mới mẻ, cái kinh nghiệm của mình cũng đang còn mới mẻ, cái năng lượng của mình nó vẫn đang còn chưa ổn định, thì chúng ta cần tập trung vào cái đối tượng mà ủ bệnh trở lên thôi thì nó sẽ dễ. Còn nếu mà tập trung vào đối tượng bệnh á, đặc biệt là bệnh ung thư chẳng hạn, thì nó sẽ làm chúng ta mất rất là nhiều thì giờ. Đó, mất nhiều thì giờ lắm. Và đây là những cái đầu vào mô phỏng cho cơ thể của chúng ta, những cái đầu vào, và tất cả những đầu vào xấu này nó sẽ làm cho những cái suy yếu tế bào, và mọi bệnh tật đều bắt đầu từ những cái suy yếu tế bào. Tức là các bạn hình dung nhé, mọi cái bệnh mãn tính đều bắt đầu bằng những tổ chức viêm và những việc tế bào bị suy yếu. Khi mà trong người chúng ta tích tụ quá nhiều độc tố thì bắt đầu cái hệ miễn dịch của chúng ta không tiêu được, không thể tiêu hủy được những cái độc tố đấy. Nữa là gì? Chính cái độc tố đấy nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái chức năng và làm suy yếu chính những cái cơ quan thải độc luôn. Và khi mà nó làm suy yếu chính những cơ quan thải độc luôn á, thì tự động là chúng ta sẽ bị ốm yếu đi. Đó. Ví dụ như là bây giờ gan của chúng ta bị đầu độc rồi thì không thể nào mà lại khỏe lại được. À, Anna thấy có chị Mai Tuyết với chị Helen, một lát nữa hai chị sẽ có cái phần chia sẻ rất là hay cho các bạn. Thế cho nên là khi mà mình muốn cho cơ thể mình được đào thải độc tố thì chính các cơ quan thải độc của mình cần là phải cơ quan phải được chăm sóc nhất. Và nó đã bị suy yếu rồi thì chả bao giờ nó có thể giúp được mình cả. Được chưa? Đó. Và như thế thì nếu bây giờ mình được chuyển cái đầu vào tốt là những cái loại thức ăn này, nước và oxy, ba cái loại này ba loại chúng ta rất là cần, thì từ đó cơ thể chúng ta sẽ bắt được điều chỉnh dần dần và dần dần. Và mình cũng phân biệt một chút giữa thực phẩm này, thực phẩm chức năng và thuốc. Thực phẩm thì mình dễ nói rồi đúng không? Đó, thế nhưng hiện tại là bình thường nếu chúng ta sống ở cái vùng đất mà là nước sạch, không khí sạch, đất sạch, tức là tất cả mọi thứ đều sạch sẽ, như là ở vùng Tây Tạng này, như là ở vùng ở Canada, một số vùng lạnh của Canada này, như ở vùng Siberia này, như ở vùng Bắc Cực, Nam Cực này, thì chỉ cần chúng ta ăn những cái loại rau củ quả, ăn những cái loại thực phẩm ở đấy là đã ok rồi. Mình không cần phải nghĩ đến cái chuyện là uống quá nhiều những cái loại bổ sung, là bởi vì là của người ta có ba cái sạch là đất sạch, không khí sạch và nước sạch. Và đồng thời nữa là gì? Những cái dinh dưỡng ấy, các bạn phải hình dung nha, dinh dưỡng không phải là mọi cái dinh dưỡng đều giống nhau. Cái cùng là một cái củ cà rốt trồng ở Đà Lạt, nó khác hoàn toàn với cái củ cà rốt mà trồng ở miền Tây, cũng khác hoàn toàn với củ cà rốt mà trồng ở Hà Nội hoặc là một số những cái tỉnh lân cận như Sóc Sơn. Tức là cái thổ nhưỡng nó quyết định quan trọng đến cái dinh dưỡng, hàm lượng dinh dưỡng bên trong. Và hàm lượng dinh dưỡng bên trong đó bây giờ đang bị rỗng rất là nhiều, rỗng ngắn ngày cho nên bị rỗng. Đất đai thì bị xói mòn cho nên bị rỗng dinh dưỡng. Bây giờ 10 cả quả chuối bây giờ mới có cái hàm lượng dinh dưỡng bằng một quả chuối trước đây, bằng một quả chuối cái thời mà bố mẹ ông bà mình. Và để mà ăn được cái hàm lượng dinh dưỡng của trong
cái lượng chuối đấy thì chúng ta chưa đủ dinh dưỡng, chúng ta đã bị béo phì vì năng lượng rất là cao, vì giống bây giờ là biến đổi gen và siêu ngọt rồi siêu bự rất là to, thế nên là nó có cái bị rỗng về mặt dinh dưỡng. Nữa là gì, trong thực vật là cái nơi mà có rất nhiều những cái phytochemical, là những cái thứ mà giúp cho cơ thể của chúng ta được bảo vệ. Thế nhưng mà cái thực vật mà ngắn ngày ấy, thì thông thường bạn để ý và xem nó mềm hơn, nó ỉu hơn, nó không dai giống như là những cái loại giống ngày xưa, thì chính cái điều đấy nó sẽ làm cho cái sức sống nó không có mãnh liệt. Và khi chúng ta mà dùng vào những cái sản phẩm mà nó không có sức sống mãnh liệt thì tự động nó không thể hỗ trợ được cơ thể chúng ta. Thì đấy là một trong những thứ mà chúng ta cần phải quan tâm, cho nên chúng ta bây giờ mới phải bổ sung thêm những cái thực phẩm nhiều hơn, tức là thực phẩm chức năng nhiều hơn. Và đặc biệt ở Việt Nam chúng ta thì được xếp vào một trong những quốc gia mà bị ô nhiễm, nên khi mà khách hàng người ta hỏi là nhưng bây giờ mình ăn uống đủ rồi thì mình có cần phải dùng hay không này, hoặc là bảo rằng là bây giờ mình ăn rất là sạch sẽ thì mình có cần dùng hay không này, thì bạn để ý nhá. Chúng ta đang sống ở một cái vùng mà được có thể nói là bẩn, gần như là thuộc hàng các cái quốc gia mà có cái không khí bẩn nhất ở trên cái quả địa cầu này. Và khi mà mình bẩn như vậy á thì thông thường chúng ta sẽ bị bệnh tật nhiều và chúng ta chết vì bệnh. Và khi mà chúng ta chết vì bệnh và sống mà nó lay lắt vì các cái loại bệnh mãn tính á, thì đó là biểu hiện của việc tích tụ quá nhiều độc tố. Thế cho nên rằng là chúng ta rất cần một cái bơm để bơm độc tố, bơm ra bên ngoài. Thì đấy là cái cơ chế mà những cái sản phẩm của chúng ta nó đưa vào, và nó cái vai trò của nó là như vậy. Mấu chốt là mình có tìm được những cái loại thực phẩm chức năng nào tốt không để nó giúp bơm độc tố thẳng ra bên ngoài. Thì khi mà nó đưa được độc tố ra bên ngoài như vậy thì cơ thể chúng ta mới có thể khỏe khoắn, mới có thể hồi phục được. Và cái nguyên tắc của dinh dưỡng là gì, của thực phẩm chức năng là gì, là nó không có đưa vào, không chỉ báo là đưa vào đâu cả mà nó đơn giản là những cái loại dưỡng chất đấy cứ đưa vào cơ thể là cơ thể mình có một cái cơ quan gọi là tự điều chỉnh, và nó sẽ tự động biết điều chỉnh ở đâu, tự động nó sẽ biết là đưa dinh dưỡng về chỗ nào và dồn về chỗ nào, và giúp loại bỏ ra những cái loại tạp chất mà không cần thiết. Ngay cả khi mà không có độc tố thì chính cái quá trình trao đổi chất trong cơ thể của chúng ta cũng đã tạo ra nhiều những cái chất cặn thải rồi, và nó cũng sẽ giúp cơ thể của chúng ta loại bỏ nó ra khỏi cái tế bào và làm cho tế bào của chúng ta khỏe khoắn. Thế có ai trong số các bạn tự thắc mắc là tại sao cái máy tính này, cái điện thoại này phải cắm sạc pin mới chạy được, mặc dù nó rất là tinh vi, nhưng cơ thể mình thì không bao giờ cần phải cắm điện mà vẫn chạy được không? Đúng không? Cơ thể của chúng ta là một cái cơ quan rất là vi diệu, và từng cái tế bào đã là một cái nhà máy rồi, là một cái cá thể độc lập, và từng cái nhà máy có thể sản sinh năng lượng rồi. Đó, cho nên rằng là nhiệm vụ của mình á, không cần phải nghĩ hộ cho cơ thể đâu. Mình cứ đưa những cái dưỡng chất vào là tự động, nó sẽ biết tự điều chỉnh. Thế còn thuốc thì sao ạ? Thuốc ở đây á, thì thuốc thì ít khi là có cái nguồn gốc tự nhiên. Mà thường hay bổ sung thêm một vài những cái hợp chất mà có nguồn gốc tổng hợp để mà điều trị cụ thể cho một cái tình trạng nào đó, và nó có tác dụng phụ và có nguy cơ biến chứng đó, và phải dùng theo chỉ định của bác sĩ và có liều lượng và dùng là cho người bệnh. Thế thì đầu tiên về mặt dinh dưỡng và thực phẩm chức năng, mình phải nói đến cái nước. 70% trong cơ thể chúng ta là nước, và cái nước này á, mình sẽ phải uống cái nước kiềm. Nước có độ kiềm bởi vì là bên trong máu của chúng ta là độ pH hơi kiềm nhẹ. Thì một số loại nước chúng ta nên uống như là Ion Light, như là Lavi, như là Vĩnh Hảo, là những cái loại nước mà chúng ta nên uống. Thế còn một số những cái loại nước mà gọi là cái vỏ của nó mà có cái màu xanh lá cây á, là cái nước trung tính à, là cái nước trung tính thì chúng ta không nên dùng. Và mình uống nước á, mình cũng uống theo trọng lượng cơ thể. Cứ 10kg trọng lượng cơ thể thì mình uống 0,4 lít nước. Tức là một người mà 50 cân thì uống khoảng 2 lít nước một ngày. Và mình phải uống nước ấm này và uống từ từ, chứ không phải uống dội rồi một thì mình cũng không hấp thu được. Và đấy, trong cơ thể của chúng ta đến 70% là nước. Bạn thấy ngay cả ở trong xương của chúng ta là cái cơ quan mà rất là khô cũng có cái thành phần là nước. Đó. Và não của chúng ta là cái phần nước rất là nhiều, phổi, rồi gan, máu đều có phần lượng nước rất là nhiều.
Và chúng ta còn có thêm phải có thêm một phần là thể thao. Chúng ta ở trong đội của Siri, đội của S69 thì có một lương y là lương y Nguyễn Ngọc Sáng. Và chú ấy thì thường xuyên kết hợp những cái sản phẩm của mình để hỗ trợ điều trị bệnh nhân ung thư. Và chú ấy có phát biểu một câu rằng là nếu uống sản phẩm của Siri mà uống 5 triệu ấy mà không tập thể dục ấy thì coi như là đi đái ra hết 3 triệu. Nên tôi lặp lại nguyên văn cái lời của chú ấy. Bởi vì các bạn cứ hình dung nhá, các bạn để ý nhà ngày xưa nhà ai mà có cái thùng nước ấy thì có phải là cái thùng nước nó phải chảy ra thì mới có chảy vào không? Thế thì bây giờ mình tiêu hao không 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 đủ lượng, mình tiêu hao không đủ lượng mà mình đưa đầu vào rất nhiều thì nó cũng không có chuyển hóa được, nó cũng không có cái việc mà đưa bớt ra bên ngoài để rồi lại thay mới vào, là nó không có một cái chu trình khép kín như thế được. Thế là cái cũ nó phải được dùng thì cái mới nó bổ sung vào, và cứ liên tục cơ thể của chúng ta có cái mới. Cho nên chúng ta cần phải tập thể dục là một cách mà mình đào thải độc tố và mình kích thích các cái chu trình bên trong cơ thể của mình diễn ra một cách trơn tru hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần của series của chúng ta. Thế thì cái đặc điểm vùng nguyên liệu của chúng ta là một trong những cái đặc điểm rất là quan trọng, nó là một cái lợi thế cạnh tranh của chúng ta. Cái vùng nguyên liệu này này nó rất là rộng, và rộng gấp 40 lần Việt Nam, và vì thế cho nên là cái nguồn tài nguyên là nó dư thừa. Sau đó thì nó quy tụ rất là nhiều những cái danh lam thắng cảnh nổi tiếng này, và được công trình được UNESCO bảo vệ. Thì nhiệt độ chênh lệch mùa đông là âm 60 độ, mùa hè là dương 40 độ. Thế cho nên là nó làm cho những cái thảo mộc có sức sống rất là mãnh liệt. Nó có những cái loại thảo mộc mà có dược tính cao và nó mang cái sức mạnh của thiên nhiên hoang dã. Cho nên là cái đấy là cái đặc điểm của chúng ta. Thì chúng ta không có dùng những cái loại vật gọi là nguyên liệu mà nuôi trồng. Chúng ta sử dụng những cái nguyên liệu từ thiên nhiên hoang dã, cho nên nó cái chất lượng nó khác hoàn toàn. Còn đây là thế mạnh của công ty. Cái đầu tiên phải nói đấy là làm chủ cái vùng nguyên liệu của chúng ta, cái vùng đang còn hoang sơ và rất là rộng lớn, và nó có đảm bảo được ba cái vùng sạch rất là quan trọng, là đất sạch, không khí sạch và nước sạch. Thứ nữa là gì? Chúng ta làm chủ được công nghệ sản xuất và cái chuỗi cung ứng. Chúng ta có ba cái tổ hợp sản xuất công nghệ hiện đại, và đồng thời là gì? Chúng ta có một cái trung tâm khoa học sáng tạo của tập đoàn với hơn 100 nhà khoa học thường xuyên nghiên cứu, và cái sản phẩm chúng ta đa phần là có những cái văn bằng sáng chế, thậm chí có những cái sản phẩm như là bộ ba thanh lọc, như là Formula 4 là có tới 3 cái bằng sáng chế, hay như cái bộ sản phẩm mà chăm sóc da mới của chúng ta mà giá rất là rẻ, chỉ có hơn 100.000 với cả hơn 200.000 ấy, thì nó cũng là cái sản phẩm mà được nghiên cứu mới và tăng cái mức độ hấp thu dưỡng chất vào trên bề mặt của da lên đến 30%. Đó là thường xuyên chúng ta có được những cái bộ sưu tập mới như thế, năm nào gần như chúng ta cũng có cả. Và đây chính là cái thế mạnh của sản phẩm Siri. Chúng ta cần phải biết cái thế mạnh, cái khác biệt của sản phẩm Siri so với những cái sản phẩm khác là gì. Đầu tiên á, sản phẩm Siri là đi theo một cái công thức có bản quyền độc đáo gồm 3 bước là thanh lọc, năng lượng và cân bằng. Thì đầu tiên á, thanh lọc tức là mình đào thải độc tố, và mình đào thải có 3 cấp độ đào thải luôn, là đào thải phần thô, đào thải phần hệ cơ quan và đào thải ở cấp độ tế bào luôn. Đó. Và độc tố được đào thải ra bao gồm cả kim loại nặng luôn. Và nữa là gì? Cái thứ hai là nó có khả năng tạo ra năng lượng, tăng cái khả năng thích nghi dành cho cơ thể. Đó, đây cũng là một trong những cái phần cực kỳ quan trọng. Đó là cái năng lượng này, và nó có một cái khoa học về thích nghi, cho nên là chúng ta tăng cái khả năng thích nghi với cái sự thay đổi của môi trường xung quanh, rồi cân bằng và đưa cơ thể của chúng ta về cái trạng thái ban đầu, trẻ hóa tế bào và đưa dưỡng chất vào theo cái cơ chế nhịp sinh học. Và có một số dòng sản phẩm theo nhịp sinh học này, nó giúp hồi phục được các cái cơ quan, giúp các cơ quan biết lúc nào là lúc cần phải hoạt động và lúc nào là lúc cần phải nghỉ. Và cái công nghệ sản xuất cũng là một cái công nghệ rất là hay, sản xuất bằng một cái công nghệ có tên gọi là cryogen. Và cái công nghệ này nó sẽ đưa cái nhiệt độ về âm 196 độ C. Cả nhà để ý nhá, âm 196 độ là gần 200 độ, chứ không phải là 2000 độ đâu nhá, mình để ý một chút. Và khi mà mình đưa nhiệt độ về như vậy, kết hợp với cả cái công nghệ nghiền nano siêu mịn, nên khi đưa vào trong cơ thể thì nó hấp thu rất là nhanh. Và nếu mà các bạn để ý kỹ một cái viên của Siri thì các bạn hình dung như thế này: sản phẩm của chúng ta là ở dạng bột nghiền siêu mịn luôn, và để mà định lượng á thì mới cho vào cái con nhộng này, cái vỏ này này,
là để định lượng cho chúng ta thôi, chứ bản chất của sản phẩm series là dạng bột đấy. Mình để mình biết cái đấy để mình biết đường mình đi tư vấn cho khách của mình đó. Rồi đây là những cái nền tảng khoa học của sản phẩm series. Đầu tiên á là nền tảng y học cổ truyền, tại vì ở đây có cái người Tây Tạng cổ là cái người mà sống ở cái vùng đất này. Thứ hai là có cái y học hiện đại, cho nên mình mới có những công nghệ nghiền này, công nghệ đưa nhiệt về nhiệt độ lạnh này, những cái công nghệ như thế. Rồi mình có cái nghiên cứu về khoa học về vi chất dinh dưỡng, để mà mình có thể đưa được những cái dưỡng chất vào cho cơ thể, những cái thứ mà cơ thể thực sự cần. Rồi khoa học về nội sinh thái là để mà mình có thể nghiên cứu được cái sự cân bằng tương tác giữa môi trường bên trong và môi trường bên ngoài. Và cái riêng về khoa học nội sinh thái nó rất là hay. Các nhà khoa học cho rằng là cơ thể của chúng ta ấy thì nó là phản ánh cái môi trường chúng ta sống. Nếu ở môi trường bên ngoài là bạn thấy có cái gì đấy mà nó rất là bẩn, như là một cái hố rác rất là bẩn chẳng hạn, thì bên trong cơ thể chúng ta cũng sẽ có những cái vùng mà đang bị bẩn như thế. Rồi có cả khoa học về sự thích nghi, khoa học về nhịp sinh học, và tất cả những điều đó nó tạo nên cho chúng ta với cái sản phẩm Siri. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến những cái dòng sản phẩm cụ thể. Thế thì trước khi mà mình đi đến những cái dòng sản phẩm cụ thể, thì có anh chị em nào có câu hỏi gì về những phần mà Anna vừa chia sẻ không ạ? Có anh chị em nào mình có câu hỏi gì không ạ? Ok đúng không? Nếu ok bây giờ mình sẽ đi vào những cái dòng sản phẩm của Siri nhá. Đây, đầu tiên mình sẽ đến một cái dòng gọi là dòng thanh lọc. Dòng thanh lọc. Và thanh lọc ở đây thì có 3 cấp độ thanh lọc. Đầu tiên là thanh lọc cơ học. Cơ học thì có các loại trà. Nó có cái trà Amin này, trà dành cho thanh lọc về hệ hô hấp này. Nó cái giá của trà của chúng ta chỉ có hơn 100.000 thôi. Rất là rẻ. Trà Kurinsai này là trà của hệ tiêu hóa. Trà này là trà cho tim mạch. Trà Nu là trà thanh lọc cho gan thận mật. Trà Noi là trà giúp ngủ ngon. Trà Em là trà gan. Trà Kubasai là dành cho người bị tiểu đường và bị béo uống. Trà Haragai là trà nữ dành cho những người mà bị bốc hỏa này, rồi rối loạn nội tiết tố ấy, thì mình uống. Thế mình còn có thêm cái loại trà là trà Nomo là thanh lọc cho các khớp. Và trà Tê là thanh lọc cho đường ruột. Đấy, thế thì không phải là lúc nào cũng có đủ tất cả các dòng trà này. Cho nên thông thường là những cái dòng trà này thì thường trong nhà tư vấn viên hay có khoảng 1-2 loại mà vài hộp mà tư vấn viên hay dùng. Và đồng thời là gì? Là cái trà của này khi mà mở ra rồi các bạn nên để ở trong, để thời gian dài, các bạn nên để trong tủ lạnh, chứ để ở bên ngoài là có mấy cái con mối mọt nó vào nó ăn ngay, vì nó là sản phẩm thiên nhiên 100%. Cái thanh lọc số 2 là thanh lọc ở cái cấp độ mà hệ bạch huyết, và ý là thanh lọc ở các cái cơ hệ cơ quan. Thế thì chúng ta có cái sản phẩm gọi là Shopben. Thì cái sản phẩm Shopben này là cái dòng sản phẩm, nó là một cái chất thấm hút, và nó giúp thấm hút tất cả những cái chất cặn ra, thấm hút các cái chất cặn ra bên ngoài, và đồng thời nó giúp làm sạch cái hệ miễn dịch, làm sạch cái nơi ở của các tế bào miễn dịch, từ đó là cái hệ bạch huyết ý. Từ đó mà nó giúp cho cơ thể chúng ta nâng cao được cái sức đề kháng. Thì mình có 4 loại. Cái loại đầu tiên là loại Pulai, là dùng chung cho gần như tất cả những cái tất cả mọi người. Joy Comfort là dùng cho những người mà bị cơ xương khớp ạ. Defend là dùng cho những người mà bị táo bón. Và Inulin là dành cho những người mà tiểu đường và béo mà muốn giảm cân uống. Và uống Shopben nó là một cái loại chất xơ hòa tan, cho nên là chúng ta cần đưa nó vào trong cơ thể bằng cái cách là pha với nước ấm. Và cách uống là vì nó sẽ thấm hút hết tất cả những cái chất cặn có hại, cho nên là trước khi đi ngủ chúng ta uống một lần,
sau đó rồi hoặc là buộc vào buổi sáng ngủ dậy và mình uống một lần, thì cái bữa sáng đấy nó phải cách cái bữa ăn của chúng ta khoảng 2 tiếng là tốt nhất, không thì ít nhất cũng phải trên 1 tiếng. Thì mình phải ăn và uống những cái loại khác. Và những cái loại này nó còn có thể dùng để mà làm mặt nạ nữa các bạn ạ. Như là cái Sapen Defend thì tôi đã dùng để làm mặt nạ, tôi test rồi. Cualite tôi cũng dùng làm mặt nạ rồi, tôi thấy là khá là ok. Cái thanh lọc tiếp theo là thanh lọc ở cấp độ tế bào. Thanh lọc cấp độ tế bào mình có 4 công thức thanh lọc. Ở đây là ba cái công thức thanh lọc là 1, 2, 3 nằm cùng trong một cái gọi là người ta gọi là bộ ba thanh lọc. Cái màu vàng này này là thanh lọc cái khoảng không gian bên trong tế bào. Cái màu xanh uống vào hai, uống 2 viên buổi sáng. Màu xanh dương là thanh lọc khoảng không gian ở giữa các tế bào với nhau. Đó, và uống vào buổi tối. Còn cái màu xanh lá này là uống cả sáng cả tối. Cái màu xanh lá này là gì? Là chống viêm cho tế bào. Tức là trong quá trình hoạt động của tế bào thì chính tế bào sản sinh ra những cái cặn bã, những cái độc tố, những cái sản phẩm phụ của cái quá trình trao đổi chất. Và vì thế cho nên là nó cần phải được có những cái dưỡng chất nào để mà giúp cho cơ thể chống viêm. Và có cả một cái công thức nữa, có cả một cái công thức nữa trong thanh lọc gọi là Formula 4. Đây là cái này. Thế thì cái Formula 4 này xếp vào dòng năng lượng cũng được, xếp vào dòng thanh lọc cũng được. Nhưng mà nếu như mà đi đúng cái concept thì nó là công thức thanh lọc số 4 và nó giúp thanh lọc ở cấp độ nhân của tế bào. Và sản phẩm này thì ra đời năm 1986 khi mà nhà máy điện hạt nhân của Ukraine bị nổ. Thì người ta đưa ra công thức này và nó giúp loại bỏ được những cái kể cả những cái dư lượng phóng xạ mà gắn vào ở trong nhân của ở tế bào ấy. Cho nên nó có thể loại bỏ được rất nhiều những cái loại cặn bã và độc tố khác. Và nó có cái tuổi đời là năm 86 là nó có khoảng 34 năm tuổi rồi. Thì bộ ba thanh lọc của chúng ta ấy cũng có khoảng có cái độ tuổi của bộ ba thanh lọc là công thức được ra đời, được sáng tạo ra bởi đại học sĩ bố của ông chủ tịch tập đoàn của chúng ta. Năm nay cụ 90 tuổi rồi và vẫn đang làm nghiên cứu khoa học. Và cái sản phẩm này cũng có cái độ tuổi là gần 40 năm tuổi rồi. Đấy là cái dòng thanh lọc. Thì cái đầu tiên á mà chúng ta cần phải tìm hiểu là cái dòng thanh lọc này, là khi mà cộng cả ba cái sản phẩm thanh lọc này thì giá của nó ấy còn có khoảng 1,1 triệu, 1,2 triệu thôi. Thì nó rất là rẻ so với cả cái công dụng của nó. Và Anna đã từng dùng những cái sản phẩm thanh lọc rất là mắc, khoảng 20 triệu, dùng mà không có được cái kết quả giống như cái bộ ở đây đâu. Bản thân Anna trước trước khi mà làm series thì Anna làm một có một cái thương hiệu riêng tên là Yobo, và thương hiệu của Anna cũng làm những cái sản phẩm nước ép để thanh lọc cơ thể. Tự Anna ra những cái công thức để thanh lọc, và 3 ngày mà thanh lọc của Anna bằng nước ép rau củ quả ấy là Anna thu là gần 1,6 triệu. Mình không thể hạ giá thành được bởi vì là nó cái nguyên liệu nó quá mắc và mình không thể hạ được. Nhưng mà khi mà mình nhìn thấy những cái sản phẩm ở đây thì mình an tâm và mình thấy rất là ngạc nhiên vì nó quá rẻ. Và khi Anna dùng á thì mình cảm nhận nó rõ rệt lắm, cảm nhận rất là rõ rệt qua những tất cả những cái phần thải ra như là phân, như là nước tiểu, rồi mồ hôi, rồi một số những cái phản ứng thải độc, nó rất là rõ ràng luôn. Thậm chí nó chỉ báo cho chúng ta luôn là cái chỗ nào đang bị yếu luôn á, nó cũng chỉ báo cho chúng ta. Cái dòng tiếp theo là dòng năng lượng. Dòng năng lượng thì đầu tiên phải nói đến là sản phẩm siêu vitamin. Sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm yêu thích mà Anna sử dụng trong hầu hết tất cả mọi cái phác đồ mà Anna lên. Thì đây là cái dòng mà gọi là dòng đẳng cấp và nó ra đời sau này. Nó ra đời sau này, nó mới ra đời khoảng mấy năm trở lại đây. Và khi mà nó ra đời á, thì nó đưa cái hình ảnh của chúng ta cũng như là cái công dụng, cái sản kết quả sản phẩm của chúng ta lên một cái tầm cao mới đấy. Tại vì siêu vitamin nó có thể làm hồi phục hầu hết tất cả những cái tế bào bị tổn thương. Từ những người mà đang bị dị ứng này, bị đau dạ dày này, bị một số những cái tình trạng bị viêm nhiễm này, bị suy yếu một số những cái cơ quan nội tạng này, bị mất ngủ này, mất cân bằng này, thì khi mà uống siêu vitamin thì nó đều cho chúng ta hồi phục. Và cái thời gian bạn cảm nhận của siêu vitamin này rất là ngắn, có thể là từ 4 ngày đến 1 tuần là mình đã có thể cảm nhận được rồi. Và có cả những người mà bị như là đặt ống sông á, đặt máy thở, là cứ bỏ máy thở ra là chết á, mà uống siêu vitamin á là chúng ta có những người là hồi phục rất là rõ rệt luôn á. Và có những cụ là còn về được cơ,
có những cụ là về nhà được với con cái và bỏ được cả ống sông ra đấy. Cho nên là siêu vitamin mà trong những cái tình huống khác bị những cái tất cả những cái loại bệnh gì đấy thì thông thường Anna hay hướng dẫn cho các tư vấn viên mình dùng cái loại này. Và một hộp này nó có 30 bịch, tính ra thì nó chi phí nó rất là hợp lý. Sản phẩm số 2 là sản phẩm Neurovision. Sản phẩm này thì một hộp là có 20 bịch. Và sản phẩm này thì không dùng cho bà mẹ mang thai, cho con bú nhá, trẻ em hoặc là đang dùng với cả một số những cái thành phần của thuốc liên quan đến não thì các bạn có thể đọc kỹ hơn ở trong quyển catalog này. Và cái sản phẩm Neurovision này là một trong những sản phẩm mà các bạn có thể cảm nhận được hiệu quả của nó rất là nhanh luôn á. Và chúng ta cứ tin ở cái cấp độ trải nghiệm. Ai mà khó tính nhất mà bảo là chỉ uống cho uống một sản phẩm thôi thì Anna sẽ ưu tiên số 1 là Neurovision. Nếu mà lúc đấy không có Neurovision thì Anna sẽ dùng là siêu vitamin. Cái sản phẩm màu tím này này gọi là Stress Relief. Một hộp của nó cũng có 20 bịch. Và nó dành cho những cái người mà bị căng thẳng, stress kéo dài, trầm cảm thể nhẹ. Đó, thì mình dùng cái loại này. Ví dụ như làm việc mà căng thẳng quá, cảm thấy nặng đầu, cảm thấy nặng nề, mình dùng cái này là mình sẽ thấy rằng nó hồi phục được rất là nhanh. Anna đã từng có những người bạn mà bị trầm cảm, xong rồi bị như kiểu bị stress quá, thế là vừa bị tắc kinh nguyệt này, vừa bị mất ngủ này, xong rồi vừa bị khớp này, rồi da này nám này, sạm lại. Khi mà uống cái này thì chỉ cần uống sau đúng 3 ngày là mình thấy là máu huyết là lưu thông được, là mặt mũi là hồng hào. Cái sản phẩm tiếp theo là sản phẩm dành cho tóc và móng. Thế thì riêng cái sản phẩm dành cho tóc và móng này này là cái 3D cup á, thì cái này á giá nó cũng mềm, 390.000. Và nếu mà mình muốn dùng cái này hiệu quả thì các bạn nên phối kết hợp với một số những cái dòng sản phẩm khác. Là vì sao? Là vì thế này, cái nguyên lý bên trong cơ thể của chúng ta, Anna nói rất là nhiều lần là không bao giờ có một cái cây đào khô héo mà có hai cái trái đào khỏe, hai cái trái đào căng mọng, đúng không? Không bao giờ có một cái cây khô héo mà lá lại tươi tốt, thì ví là cái tóc của chúng ta là cái lá. Và chúng ta đang bị một cái tình trạng là cái tóc rụng đi, nó không mọc lại được. Thì khi mà sử dụng cái 3D cup và cùng như một số những sản phẩm khác như siêu vitamin, một số sản phẩm mà dòng trẻ hóa và thêm canxi nữa chẳng hạn, thì nó sẽ giúp là làm chắc khỏe những cái sợi tóc, và những cái sợi tóc mới mọc ra nó sẽ khỏe hơn và nó chắc hơn là những cái sợi tóc cũ. Thì phụ nữ chúng ta đang có bị một cái vấn nạn rụng tóc rất là nhiều, và cái combo sản phẩm mà về tóc này nó có thể giúp cho chúng ta có thể hỗ trợ được hồi phục rất là tốt. Rồi dòng năng lượng còn có những cái dòng cho từng cái cơ quan nội tạng, những cái chức năng như là Vision Box là cho mắt này, Mama Box là cho bà mẹ mang thai, mẹ đang cho con bú, Beauty Box là cho làm đẹp, Boons Box là cho tim mạch. Nhưng mà cái Boons Box của chúng ta nó hiện tại là nó có những cái viên nó quá là dễ bị vỡ, cho nên trong quá trình mà vận chuyển ở Việt Nam mình á thì nó làm bị vỡ và nó làm nát bét ra. Cho nên bây giờ là Boons Box này Anna hay tư vấn cho anh chị em dùng siêu vitamin hoặc là dùng Sin 3 để thay thế. Rồi IQ Box là tăng cường máu lên não, Men Box là dành cho nam giới, Immuno Box là tăng cường sức đề kháng, có khả năng hỗ trợ trong tất cả mọi cái trường hợp cần phải được kháng viêm và tăng sức đề kháng, ví dụ như là những loại bệnh mãn tính, ung thư, tiểu đường, tim mạch, huyết áp, những người đấy đều là những người mà có cái hệ miễn dịch rất là kém và cho nên tế bào nó suy yếu. Rồi những một số những trường hợp viêm như là viêm nhiễm phụ khoa dùng cái này nó cũng rất là tốt. Rồi những cái trường hợp như là viêm mũi dị ứng này cũng dùng cái này cũng rất là tốt. Đó, rồi ngay cả trường hợp lão hóa thì cũng dùng Immuno Box cũng rất là tốt. Và bạn có thể dùng, nếu như cái lúc đầu Anna dùng là Anna dùng 2 bịch một ngày, sau đó khi mà sau 6 tháng cơ thể của mình điều chỉnh ngon lành rồi, mình giảm xuống còn 1 bịch một ngày. Cái Step Box này là dành cho chân á, dành cho cái hệ cơ xương khớp, cung cấp dưỡng chất cho hệ cơ xương khớp, giúp lưu thông cái mạch máu này và hỗ trợ tăng cường cái mao mạch và mạch máu. Cái này rất là cần thiết ở trong một số người mà hay bị suy giãn tĩnh mạch ạ, rất là cần. Rồi mình có một cái sản phẩm cung cấp năng lượng tức thì có tên là Coen. Cái Coen này được gọi mệnh danh là năng lượng thiên nhiên hoang dã. Và cái Coen này nha,
Riêng cái kho en này, nếu mà mình uống á, trong những trường hợp mà mình bị hạ huyết áp này, hoặc là trong cái trường hợp mà mình đang bị hắt hơi sổ mũi này vài chục cái, thì mình dùng cái này nó sẽ làm cầm luôn cái cơn hắt hơi sổ mũi. Và mình dùng cái này thì sau trong vòng khoảng 1-2 phút thôi, nếu mà bạn nhỏ nó trực tiếp bên dưới lưỡi thì nó sẽ giúp hồi phục lại cái năng lượng cực kỳ nhanh. Còn Anna thì Anna hay hòa vào nước để uống, hòa vào nước lọc quận để uống thay cho nước bình thường. Rồi mình sang đến cái dòng cân bằng. Dòng cân bằng ở đây là cân bằng theo nhịp sinh học, tức là bây giờ cơ thể của chúng ta buổi sáng là phải phải cho tiêu hao năng lượng và giải phóng năng lượng, còn buổi tối của chúng ta là phải là nó sẽ phải cân bằng lại và thải độc. Thì cái sin 2 này này là giúp cân bằng cho não, sin 3 là cho tim, sin 4 là cho gan, sin 5 là cho cơ quan hô hấp, sin 6 là cho khớp và sin 7 là cho mắt. Cứ tùy là nó là mình đang cần cân bằng cái gì thì mình dùng cái đấy. Nữa là số nữa là cái cân bằng nhịp sinh học mà gọi là cái healthy rhythm. Đây là cái nhịp điệu sinh học bên trong cơ thể. Một số cái người mà tập luyện thể dục thể thao cường độ quá là cao thì cũng bị mất cân bằng. Và một số người khác thì mình tự nhiên mình bị mất ngủ này, mình bị khó chịu này, mình bị mất cái phân khả năng phân biệt ngày đêm, tức là tế bào của mình nó mất cái khả năng đấy, thì mình sử dụng cái này. Và Anna thấy rằng là theo kinh nghiệm sử dụng thực tế nhá, riêng cái dòng Syn Tro Vital này này và Healthy là cứ phải uống double cơ nó mới cảm nhận rõ cái hiệu quả. Cái này là một cái kinh nghiệm thực tế trong quá trình ở 1 năm qua chúng tôi sử dụng. Tức là bình thường nó sẽ có cái một viên uống buổi sáng và một viên uống buổi tối, nhưng mà khi mà mình uống double lên đó thì mình thấy cái hiệu quả của nó cao hơn rất là nhiều. Nó có phân biệt luôn, nó sẽ có quy định là cái nào uống buổi sáng, cái nào uống buổi tối. Riêng cái sin 3 là cho tim á thì mình không uống double được. Tại vì cái sin 3 cho tim là như thế này. Cái sin 3 cho tim của chúng ta là nó sẽ có một buổi uống tận 3 viên và buổi kia thì uống có 1 viên thôi. Đó, cho nên là mình cũng phải nắm được cái đấy, mình nhìn ở trên dòng Syn Tro Vital là mình uống theo cái hướng dẫn ở ở trên màn hình. Rồi đến cái dòng mà chất chống oxy hóa là chonolông và vita-zemanium. Chonolông á là giúp cân bằng lại nội tiết tố, còn vita-zemanium á là nó có những và khi mà mình dùng cái vita-zemanium này thì nó có những cái hoạt chất chống oxy hóa, mà có cái hàm lượng chất chống oxy hóa của nó tương ứng một viên là có cái hàm lượng chất chống oxy hóa tương ứng trong 6 chai rượu vang. Thì thực sự là đây là một trong những sản phẩm rất là quý. Ngay tại thời điểm hiện tại thì nó hết, nhưng mà sang đến tháng 10 hoặc là cuối tháng 9 hoặc là tuần sau thì lô hàng sẽ về. Và khi mà lô hàng về thì thông thường tất cả những loại bệnh mãn tính và trẻ hóa cơ thể, Anna đều hướng dẫn cho sử dụng thêm cái Vita Zemanium màu tím đấy. Cái Vita Zemanium đấy nó có công dụng mà mình có thể cảm nhận được ngay, kể cả làm đẹp da này, hồi phục cái tế bào này, làm hồi phục các cái cơ quan bị yếu này, bị bệnh á, thì chúng ta cũng cảm nhận được rất là nhanh chóng. Tiếp đến là chúng ta sẽ đi thêm một cái dòng cân bằng nữa là cái dòng về khoáng chất. Thì khoáng của Siri và cái dòng này này, dòng mineral này, mineral và cái dòng cũ tên của nó là dòng mình lại quên cái tên cái dòng cũ. Elem Vital, Mineral và Elem Vital đều là cái dòng mà được tạo ra bởi công nghệ lên men, tức là đây là những loại khoáng hữu cơ. Magie này thì rất là cần thiết cho những cái trường hợp mà cần hồi phục lại cơ thể, giúp tăng cường cải thiện giấc ngủ và cân bằng lại cái nhịp điệu bên trong cơ thể là magie. Rồi sắt và canxi là hai cái sản phẩm mà nữ rất là cần này, đặc biệt là trong cái việc làm đẹp này, làm da hồng hào, còn canxi là trong cái việc là chống đỡ cơ thể này, trị nám này rất là cần này. Rồi những cái tình canxi thì lúc nào mình chả bị thiếu, phụ nữ là thường xuyên bị thiếu vì mình có quá trình sinh con, và trong quá trình sinh con đấy thì cơ thể chúng ta thiếu canxi nó sẽ lấy ra từ xương, cho nên việc của chúng ta là phải bổ sung. Mà ở đây là các cái loại dưỡng chất này nó ở một cái thể phức hợp, và trong một cái thể phức hợp như thế thì mình mới dễ hấp thu, bởi vì trong người mình nó không hấp thu theo từng chất riêng biệt mà nó hấp thu ở cái dạng những cái chuỗi, những cái giống như là thức ăn đấy,
thì những cái khoáng này của chúng ta nó ở dạng đó, nó có cái viên bao ở bên ngoài nhưng mà thực sự bên trong nó là dạng bột và được lên men. Ginseng này này là gọi là kẽm, kẽm là một trong những cái dưỡng chất mà rất cần thiết cho nam giới trong cái quá trình mà sinh sản ra tinh trùng và bảo vệ các cái cơ quan của nam. Đồng thời á, là kẽm cũng là một trong những cái dưỡng chất các loại vi khoáng mà rất dễ bị thiếu trong chế độ ăn đó, và nó phù hợp cực kỳ, nó quan trọng cực kỳ trong cái việc mà tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nên thi thoảng phụ nữ chúng ta một năm cũng nên bổ sung kẽm khoảng 3-4 lần chứ không phải là chỉ có nam giới đâu. Rồi selen là một trong những cái khoáng chất mà giúp khả năng thải độc và chống oxy hóa rất là mạnh và thường bị thiếu ở trong chế độ ăn, nên mình cũng cần phải bổ sung. Rồi cân bằng bởi axit béo thiết yếu. Thực ra thì nhiều khi vì cái chữ béo đây mà chúng ta không dùng và nó là một cái sai lầm. Tất cả não của chúng ta cấu tạo 60% là chất béo, tất cả các mạch máu của chúng ta cũng là từ chất béo, sụn khớp của chúng ta, cơ gọi là dây chằng rồi nâng đỡ cho mô ngực hay này kia đều là chất béo, và cho nên là chúng ta cần phải bổ sung. Rồi cái mà viền màu vàng này này, Trimega Vital mà viền màu vàng này thì nó giúp loại bỏ rất là mạnh những cái cholesterol, rất là phù hợp với những người mà bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, bị béo phì thì dùng cái này nó sẽ đẩy ra rất là nhanh. Mình dùng sau mà mình dùng khoảng 1 ngày 2 viên và mình dùng sau khoảng 3 tháng đi xét nghiệm ạ, thì mình sẽ thấy rằng là nó cái chỉ số mỡ máu nó giảm xuống nhiều lắm. Những cái loại khác, cái loại carotin này là giúp trẻ hóa cơ thể nhá, và nó hỗ trợ cho mắt nữa. Cái loại lycopene này này thì nó tốt cho tim mạch và cũng giúp trẻ hóa cơ thể. Cái loại carotin này là những cái phytochemical mà và những cái hợp chất đặc biệt mà tìm thấy nhiều trong một số những cái loại, ví dụ như là cà rốt. Ta hay nghe mọi người nói là ăn cà rốt thì đẹp da đúng không ạ? Đây có carotin. Lycopene là có nhiều trong cà chua, có nhiều trong dưa hấu. Đó thì bạn có thể uống cả hai cái này. Còn cái loại này là loại lutein này là giúp mà bảo vệ mắt, chống bôi trơn cho mắt và bảo vệ mắt. Rồi mình có cả những cái dòng sản phẩm cơ bản này. Cái Serber này là dành cho những người mà bị bốc hỏa, tiền mãn kinh. Gohon là để cho cái chân của mình và giảm những cái nguy cơ từ những cái bệnh về suy giãn tĩnh mạch. Cái này là những cái chuỗi cũng là canxi, cũng là dưỡng chất nhưng mà ở cái dòng mà thu nhập thấp, giá của nó rẻ, chỉ có quanh 200.000 thôi. Có cả ginkgo, glucosamine, rồi có các beauty vitamin là có hết. Cái dòng tiếp theo là dòng về dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì mình có dòng Yogo là một sản phẩm mới của tập đoàn trong vòng 1 năm nay. Và Yogo này này thì cái màu trắng xanh này này là thay cho bữa ăn. Và trong cái sản phẩm Yogo này nó có cả những cái L-carnitin là một trong những cái hợp chất mà giúp đốt mỡ. Và cái này thì mình pha xong mình phải uống liền luôn. Nếu mình không uống liền luôn á thì nó sẽ đặc ra và mình khó uống. Nó thay thế được hoàn toàn trong bữa ăn mà nó no hơn so với các loại protein thông thường. Còn Yogo mà pH này này, màu hồng này này thì là giúp điều hòa lại đường huyết, giúp điều hòa lại đường huyết và làm cho đường huyết của chúng ta ổn định, phù hợp với những người bị tiểu đường cũng như là những cái người mà đang bị béo muốn giảm cân. Mình sang một cái dòng sản phẩm thể thao. Dòng sản phẩm thể thao thì nó có cái Mega Essential này là tổ hợp dưỡng chất vitamin dành cho những người mà thường xuyên tập luyện. Bởi vì những người mà thường xuyên tập luyện thì cái nhu cầu khoáng nó nhiều hơn, đặc biệt là cần nhiều magie để sau này mình có thể thư giãn được cơ bắp sau những cái lần mà tập luyện căng thẳng. Rồi cái glucosamine này này nó giúp giảm đau cơ xương khớp rất là nhanh. Và như Anna mà dùng á, mà bị đau mà dùng mà khoảng chừng khoảng 2 viên mà dùng sau 3 tiếng mà bị đau cơ do vận động cường độ cao là hết liền luôn. Còn nếu mà tự nhiên mình có những cái cơn đau nhức mỏi ấy, mình dùng nó khoảng chừng 10 ngày liên tiếp là mình đã thấy cái cảm nhận rất là rõ ràng rồi. L-carnitin là chuyên đốt mỡ, bây giờ đang bị hết hàng. BCAA chính là một chuỗi những cái acid amin không thay thế, mình bổ sung vào trong quá trình huấn luyện tập cường độ cao. Rồi đây là những cái loại protein thể thao thay cho bữa ăn. Cái loại này thì nó rẻ hơn và nó không đốt mỡ nhiều bằng cái Yogo màu trắng xanh, nhưng nó dễ uống hơn. Còn đây là dành cho những người mà tập luyện cường độ cao, này là dành cho protein có vị cacao, còn cái này là whey rồi, đạm whey rồi, là một loại đạm mà đặc thù cho cơ bắp.
có những cả những sản phẩm cho trẻ em. Trẻ em thì có hai sản phẩm là một sản phẩm mà tăng cường hệ miễn dịch là cái squid ăn đi ăn viên kẹo ấy, và một cái tăng cường những cái hoạt động của não bộ và giúp bôi trơn cái mắt, đó là omega 3. Đồng thời những cái sản phẩm này nó cũng giúp cho trẻ có thể cải thiện được cái tiêu hóa của mình, giảm được những cái nguy cơ mà bị táo bón. Và khi mà mình dùng kết hợp với cả canxi thì nó sẽ làm cho trẻ được phát triển chiều cao rất là nhanh. Đây là những cái sữa tắm cho trẻ. Rồi có cái dòng mà mỹ phẩm thì đây chính là những cái sản phẩm làm sạch. Thì trong những cái sản phẩm này thì nó có cả những sản phẩm mà sữa rửa mặt này, rồi những cái mặt nạ này, rồi những cái loại dầu loại bỏ tế bào chất, rồi nước micen làm sạch sâu. Rồi nó có một cái bộ kem kim cương. Thì hiện tại là cái kem lùn này nó bị hết hàng, nhưng mà cái serum thì nó đang còn hàng. Và ở trong cái sản phẩm này này thì nó sẽ làm hồi phục được cái lớp màng thủy tương trên bề mặt của da. Đó, và chúng ta có một cái video mà của chị Mai là một chuyên gia về chăm sóc da của đội chúng ta chia sẻ rất là hay, là về cái lớp màng thủy tương ở trên da này nó sẽ là cái thứ quyết định là trông chúng ta có trẻ trung và cái da của chúng ta có căng bóng hay không. Và cái lớp màng thủy tương này nó phải khỏe đã trước khi mà đến những cái phần khác. Thì Anna có record lại riêng cái phần mà chăm sóc da và những cái kiến thức chăm sóc da. Thì khi mà các bạn quan tâm thì Anna sẽ gửi chuyên sâu thêm cho các bạn. Rồi nếu như mà mình có thể thay bằng những loại kem ngày kem đêm như thế này nhá. Sau khi dùng serum xong thì mình dùng kem, thì mình có thể dùng kem ngày kem đêm. Đây là kem mắt và các loại serum. Serum bao giờ cũng dùng trước, rửa mặt xong, dùng nước hoa hồng xong sẽ dùng serum xong mới đến dùng kem dưỡng. Và cái vùng da mắt thì phải có cái dưỡng chất riêng cho vùng da mắt, là bởi vì là cái da mắt của chúng ta ấy, nó rất là nó cần một cái loại kem dưỡng mà riêng biệt, tại vì nó mỏng và nó dễ bị tổn thương. Và nếu như mình cung cấp nhiều độ ẩm quá thì nó lại gây ra bọng mắt, cho nên là nó cũng khá chăm sóc khá là cầu kỳ. Rồi mình có cả những cái sản phẩm mà thuộc cái dòng gọi là bộ sưu tập balm sam. Như là gel xoa chân này, cooling gel là giúp tan máu bầm rất là tốt này. Rồi có cái màu nâu nâu này là gel để xoa xương khớp, giảm đau xương khớp. Rồi cái repair gel này là gel mà để bôi để hồi phục lại những tế bào, hoặc là khi bị côn trùng cắn, hoặc là khi bị những cái mụn mà chưa gom cồi thì mình bôi vào. Rồi có cái dầu balm sam là cái dầu mà mình bôi để mình chữa những cái bệnh ngoài da, bôi để hạ sốt, rồi bôi để mà mình có thể tăng cái hoạt hóa cho tế bào để tế bào có thể hồi phục được tốt hơn. Và khi mà Anna mà bị nói nhiều quá mà cái thanh quản của mình cảm giác nó bị khàn á thì Anna uống, rồi có cả cái sữa chăm sóc da đầu nữa, rồi có cái dòng sản phẩm tắm và tẩy tế bào chết rất là thích. Và cái dưỡng thể của Siri á là nó mềm, mà nó mềm, nó làm cho da của mình mịn mà lại không bị không có bị rít á. Cho nên là mùa hè, mùa đông gì cũng dùng được. Anna sống ở khí hậu Sài Gòn mà Anna vẫn có thể dùng được tốt. Có cả những cái loại kem dưỡng da tay. Và kem dưỡng da tay của mình có khả năng là bảo vệ da, cũng như là làm hết những cái đồi mồi trên da tay. Mình có cả sản phẩm kem đánh răng. Kem răng bây giờ mình có 3 loại cơ, 3 vị. Và hiện tại đang có 2 vị là đang còn hàng. Và riêng cái kem đánh răng này này mình dùng nha, mình đánh khoảng 3 ngày đúng kỹ thuật, trải dọc theo răng thì mảng bám nó đã được bong rồi. Và mình không cần phải gặp bác sĩ để lấy cao răng. Có cả cái nước súc miệng nữa. Rồi có bộ dầu gội. Bộ dầu gội của chúng ta gội cũng rất là hay. Bộ dầu gội của chúng ta nó đi kèm với sản phẩm chăm sóc tóc. Và nó sẽ giúp gọi là cả tắm cả gội, cả bôi da đều có một cái cơ chế là thanh lọc trên bề mặt da trước. Và khi thanh lọc trên bề mặt da ấy, thì mình đã thấy là có thể da mình hơi nhờn hơn này, da đầu hơi bết hơn này, da người hơi dính hơn một tí này. Và sau khoảng thời gian khoảng 1-2 tuần thì mọi thứ nó sẽ được cân bằng trở lại. Và rồi bộ sản phẩm tiêu dùng cho nam. Và mình còn có thêm cả cái sản phẩm mặt nạ nữa. Anna rất là thích để Anna show màn hình cho các bạn cái sản phẩm mặt nạ mới của chúng ta. Bạn chờ Anna một chút để Anna share màn hình. Sản phẩm mặt nạ của chúng ta. Hôm nay chúng ta đi một cái dòng cơ bản. Sau đó rồi thì
anh chị em mình quan tâm đến cái gì thì Anna sẽ nói kỹ hơn. Đây là những cái dòng mặt nạ mới này, và Anna đã test tất cả những cái loại mặt nạ này rồi, cái gì cũng thích cả, dùng rất là sướng. Mặt nạ làm sạch sâu, mặt nạ kiềm dầu, mặt nạ tái tạo, mặt nạ dưỡng ẩm đó. Rồi chúng ta còn có cả mặt nạ chống nhăn, chống nhăn nữa nhá. Thế rồi mình có cả, đây là những cái loại mà dòng sản phẩm mới, chăm sóc da mới, tẩy tế bào chết mới, nước cân bằng, kiềm dầu mới. Cái dòng này chính là cái dòng mà giá thì vừa rẻ mà vừa tăng được cái hiệu quả hấp thu đấy các bạn. Còn những cái loại kem dưỡng ẩm này, rồi kem tái tạo này cũng thế, là những cái dòng mới và giá rất là mềm mại, vừa phải. Và mình có cả kem chống nắng cho body và cho vùng da mặt. Sau khi mà mình đã đi hết những cái sản phẩm như thế này rồi, thì mình sẽ có một cái gọi là những cái combo sản phẩm mà cảm nhận nhanh. Đây, combo sản phẩm mà cảm nhận nhanh thì Anna đã liệt kê ở đây. Đối với combo sản phẩm cảm nhận nhanh này thì những cái sản phẩm mà cảm nhận ngay công dụng từ 1 đến 3 ngày là Coen này, là các loại trà này, và kem đánh răng này, Neurovision này, Stress Relief này, là Balm Sam, là Gel Curb này, là bộ Formula 4 trong cái công dụng là thải độc rượu hay là ngộ độc thức ăn này, ngâm rau củ quả, ngâm thịt heo, bộ ngủ cũng là một trong những cái bộ mà có cảm nhận ngay. Nếu mà khách hàng chúng ta không dùng thuốc ngủ nhá. Rồi công dụng sau 1 tuần là gồm có bộ giảm cân này, siêu vitamin này, sinh lý nam, sinh lý nữ này, viêm phụ khoa này, cơ xương khớp này, bộ kem kim cương, tức là bộ dưỡng da. Thế cái bộ mà có cái công dụng sau khoảng 1-2 tháng là những cái bệnh mãn tính. Còn có một cái bộ mà tôi đoán rất là chạy là bộ dành cho những người khỏe mạnh và thích kinh doanh, có năng lượng cao, là gồm có Neurovision, siêu vitamin đó, và Vitagen Manium Formula 4. Đấy là những cái bộ sản phẩm mà có công dụng nhanh. Và bây giờ là đến cái phần mà dành cho câu hỏi ạ. Anh chị em chúng ta có ai có câu hỏi gì không ạ? Hôm nay là cái buổi mình lướt qua, và mình sẽ có những cái buổi chuyên sâu. Ví dụ như thế này, giảm cân mình đã có cái tài liệu chuyên sâu về giảm cân, về đẹp, về chăm sóc da mình đã có cái tài liệu chuyên sâu về chăm sóc da. Và nếu mà cần chúng ta lại tiếp tục làm lại thêm những cái buổi như thế để cho các bạn có thể sử dụng được. Thế còn bây giờ thì trong cái việc mà kết hợp ấy thì Anna đã có sẵn những cái phác đồ kết hợp cho các bạn rồi. Các bạn có thể dựa theo những cái phác đồ đó và mình đi kết hợp nhá. Bao giờ cũng như thế này, mình phải nhớ cái nguyên tắc kết hợp ạ. Với những người khỏe thì mình luôn luôn cho dùng dòng năng lượng trước cho nó dễ, hoặc là cân bằng. Với những người bệnh, thông thường chúng ta theo tư duy chúng ta sẽ muốn cho họ được thải độc. Nhưng khi thải độc nó rất là mệt, và có khi người ta sợ mình chạy mất dép. Người ta cứ thấy thải độc là người ta sợ mà. Nhiều khi người ngứa này, độc tố mà tích tụ dưới da sẽ gây ngứa. Độc tố tích tụ trong hệ hô hấp thì sẽ gây ho hoặc là khó chịu ở mũi, ở họng. Độc tố tích tụ nhiều ở trong đại tràng á, trong đường ruột á, thì đi tiêu hơi nhiều. Thế là có thể người ta sẽ bị hoảng sợ. Cho nên là thông thường Anna hay hướng dẫn cho người ta dùng cái dòng năng lượng và dòng cân bằng trước. Sau khi dùng được khoảng tháng rồi, hoặc người nào mà nhanh á thì khoảng cỡ 2-3 tuần rồi, bắt đầu Anna mới bổ sung thêm cái dòng thải độc vào. Đó là cái nguyên tắc kết hợp. Và bởi vì với cái nguyên tắc kết hợp này là cứ đi theo cái trường phái là thanh lọc năng lượng cân bằng, cứ thế mà diễn. Bởi vì cái đây là cái combo mà các nhà khoa học đã nghĩ ra rồi, đã nghĩ cho chúng ta rồi, chúng ta không phải nghĩ nữa. Đó. Thế cho nên là đôi khi mà mình sẽ thấy là các tư vấn viên, mỗi người ta sẽ có một cái cách lên đơn khác nhau, lên thực đơn khác nhau. Thế thì bây giờ ở đây Anna thì có một câu hỏi là 83 tuổi mà bị bệnh Parkinson. Thì mình cần phải hiểu rõ cái bệnh Parkinson là cái bệnh gì. Bệnh Parkinson là một trong những cái loại bệnh mà do là tế bào thần kinh của mình bị suy yếu ấy, bị chết đi và làm cho mình bị mất nói chung là cũng suy giảm trí nhớ, chứ không đến nỗi mất, và tay chân của mình run, không có thể nào mà mình có thể kiểm soát được. Thế với những cái người mà trẻ thì không nói, còn với những cái người già mà 83 tuổi này thì nếu mà là Anna luôn luôn cho dùng hai sản phẩm thôi, là Neurovision và siêu vitamin. Anna sẽ cho dùng hai sản phẩm đấy trước để cho nó hồi phục, vì nó là sản phẩm bổ sung thêm năng lượng và cho hồi phục. Hồi phục sẽ rất là nhanh thôi. Sau khi mà người nhà đã cảm thấy là tốt rồi, mình sẽ cho dùng thêm một số sản phẩm khác, là một số những loại thức ăn cho não như là SIN2 này. SIN2 là cân bằng hoạt động của não, như là IQ Box là tăng cường máu lưu thông lên não.
Đó, tại vì họ 83 tuổi rồi chứ không phải còn trẻ nữa. Cho nên là mọi cái sản phẩm mình đưa cho họ uống đều phải từ từ. Đưa và uống hai cái loại Neurovision và Suvitamin á là phù hợp với mọi đối tượng, gần như là mọi tất cả các đối tượng luôn. Thế có anh chị em nào mình có câu hỏi gì về những cái sản phẩm của Siri không? Mười tuổi, trẻ con 10 tuổi không thể như người lớn được. Mặc dù thì nhiều người sẽ cho các con dùng nhiều thứ, nhưng mà Anna chỉ cho dùng hai món của trẻ con thôi, và cùng lắm thì xem cái Shop Ben. Mà cái Shop Ben dạng bột thì chưa hẳn là trẻ nào cũng chịu uống, bé mới có 10 tuổi thôi. Dùng hai món của trẻ con và một ngày thêm một viên Formula nữa để cho cơ thể nó tự điều chỉnh. Dạ, mời anh chị em tiếp tục, mình có câu hỏi đi ạ. Mình có câu hỏi gì không ạ? À, chị cho con hỏi là ví dụ mà sản phẩm mình dùng á, mình đang dùng mà mình không dùng thì nó còn tác dụng nữa không gì? Ok, đây cũng là một câu hỏi rất là hay. Tức là như thế này nhá, thông thường chúng ta sợ là chúng ta dùng xong rồi chúng ta sẽ bị nghiện. Dạng như là hoặc là Đúng bị rồi. nghiện hoặc là không dùng nữa thì không còn Phụ tác thuộc dụng. á, phụ thuộc vào sản phẩm. Đấy, thì là mình không còn tác dụng. Thì bây giờ mình phải hiểu là cái cơ chế của Siri nó khác với những cái dòng sản phẩm khác. Cơ chế của Siri là như thế này. Nó giúp đào thải những cái cặn bã ra khỏi cơ thể. Thì khi mà đào thải những cặn bã ra khỏi cơ thể, sau đấy nó cung cấp những cái dưỡng chất cho cơ thể hoạt động á, và cung cấp dưỡng chất để giúp đào thải được cặn bã ra. Thì khi cặn bã mà đã bị ra rồi thì cơ thể của mình ạ, nó sẽ được trở về với mình, ví dụ cách đây 5 năm, cách đây 10 năm về phía trước, thì lúc đấy là mình khỏe. Nhưng nếu mà mình vẫn sinh sống trong một môi trường như thế, mình vẫn ăn những món như thế, thì cái tế bào của mình lại tiếp tục bị những cái dính những cái cặn bã và độc tố, và nó tiếp tục có những cái hiện tượng bị suy yếu. Thế thì thông thường nếu mà người khỏe mạnh thì mình sẽ dùng liên tiếp trong vòng khoảng 6 tháng để nó thay đổi được toàn bộ những cái tế bào bên trong cơ thể mình. Sau đó thì cứ 1 năm thì mình cứ bổ sung thêm khoảng 3 4 lần là được rồi, không cần phải dùng đều đặn. Hoặc là mình có thể dùng một số loại này và thay một số loại kia. Và trước đây thì Anna dùng, mới đầu khi mà dùng Neurovision á, nó như kiểu doping á, như kiểu là mình rất là tỉnh táo, xong đến khi mà nó hết sản phẩm thì mình mệt. Tôi cũng lo, tôi bảo ơ anh ơi, tôi hỏi anh Cường, người hướng dẫn của tôi, là thích dùng cái này mà khi mà không dùng nữa có sao không. Mà thực sự thì sau khoảng 6 tháng dùng Neurovision thì bây giờ không có Neurovision thì mình vẫn khỏe khoắn như bình thường. Và tức là mình duy trì được cái trạng thái mà năng lượng hoạt động của trí não cường độ cao ấy, chứ không phải là cái trạng thái uể oải đâu. Đó. Nên là Phượng yên tâm. Những cái sản phẩm giảm cân rồi này nọ thì cái đó phụ thuộc vào chế độ ăn uống rồi đúng không gì? Đúng rồi, về riêng về dòng giảm cân của mình á thì nó sẽ như thế này. Anna có một cái video clip đầy đủ về cái việc giảm cân. Nếu nói riêng việc giảm cân không thôi mà nói chuyên sâu nó cũng phải hết khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi. Và đã có một cái video clip đầy đủ rồi, cũng như là có những cái thực đơn đầy đủ, thì Anna sẽ gửi cho các bạn có nhu cầu. Các bạn chỉ cần hỏi tư vấn viên, người giới thiệu các bạn vào đây là họ sẽ đưa cho bạn. Và như Kim Phượng thì Anna sẽ đưa cho Kim Phượng. Rồi, nếu mà bị đau nửa đầu mà đang cho con bú thì nói thật là chỉ uống mỗi siêu vitamin thôi, với cả ví dụ như Mama Box thôi, chứ đang cho con bú mình không uống được những cái sản phẩm về não nhiều quá đâu. Bé 6 tuổi mà có gầu á, bé 6 tuổi có gầu này là do vệ sinh hay là do gì đấy rồi, chứ còn trẻ con 6 tuổi thì đơn giản là tóc nó còn ít mà. Mình có thể sử dụng những cái bộ dầu gội thảo mộc ở đây cho bé này. Mình có cho bé dùng những cái dầu gọi là hóa mỹ phẩm nữa nhá. À, bị tai biến. Vẫn đi lại được. Nếu mà bị tai biến ý, thực ra khi bị tai biến thì mình sẽ phải dùng rất nhiều những sản phẩm về 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 não. Như là bố của chị Helen ở đây là bị tai biến này, thì chị Helen có thể chia sẻ một chút về cái thực đơn mà bố chị đã dùng được không? Bật mic đi chị. Xin chào cả nhà, xin chào thủ lĩnh Anna Nguyễn. Mình xin chia sẻ về cái chương trình mà dành cho người bị tai biến. Người bị tai biến thì đã bị ảnh hưởng về về não, cho nên là chúng ta cứ sử dụng cái sản phẩm về não. Và khi mà não mà đã bị vấn đề rồi thì các cái hệ thần kinh này, xương khớp này,
nó rất là yếu, huyết áp tim mạch kéo theo rất là yếu, thì chúng ta cứ cái chương trình gì mà có chữ não là chúng ta sử dụng. Ví dụ như là điều đầu tiên là Lan phải sử dụng cho bố của mình là Neurovision này, siêu vitamin này, Neurovision, siêu vitamin, Aquibook, Vin, Sin 2, không phải Ginkgo mà là Sin 2 và Sin 3, Formula 4, Vita Z Malium và các cái dòng mà về xương khớp là glucosamine. Tại vì bố của mình thì bị tai biến và đã bị cái khả năng mà đi lại nó rất là khó khăn, cho nên là mình phải dùng thêm về cái dòng xương khớp nữa. Và khi mà sử dụng sản phẩm Siri được một hai tháng đầu rồi, xong bắt đầu là mình sẽ cho dùng thêm thanh lọc. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng thanh lọc ngay từ lúc đầu thì sẽ rất là đau, rất là khó chịu. Nhưng mà đấy là Lan khuyên mọi người, mình khuyên mọi người thôi. Còn bố của mình là mình cho dùng luôn, tại vì mình muốn nhanh cho nên là mình muốn dùng luôn, và chỉ là cái sự cố gắng thôi. Tại vì nếu như không phải là người nhà của mình thì mình không dám cho dùng như thế đâu. Nhưng mà mình là một cái người rất là tin tưởng sản phẩm, cho nên là mình cho dùng một ba thanh lọc cho nó nhanh có kết quả. Dạ. Cái nguyên lý của nó vẫn là như thế các bạn ạ. Lên đơn của Siri rất là hay. Cái nguyên lý của nó cực kỳ đơn giản là thanh lọc năng lượng cân bằng. Và bạn cứ tìm cái dòng nào là thanh lọc, dòng nào là năng lượng, dòng nào là cân bằng, bạn kết hợp lại với nhau. Đó. Có cái chữ gì năng lượng thì có cái chữ gì thì mình dùng cho cái chữ đấy. Có não thì dùng cho não, mà hồi phục tất cả các cơ quan thì mình dùng thêm siêu vitamin. Mọi thứ nó đơn giản lắm, nó cái cách phối hợp của nó rất là đơn giản, và bạn chỉ cần có khách hàng. Bạn thả vào trong group khoảng 5-10 khách á, là bạn nhuần nhuyễn rồi. Tại vì nó gần như tương đương như nhau. Và ngày hôm nay thì chúng ta xin được tạm ngưng ở đây. Và anh chị em chúng ta mà quan tâm đến cái cách phối hợp thêm một số những cái sản phẩm theo Lương Y Nguyễn Ngọc Sáng á, là một trong những thủ lĩnh cao cấp của tập đoàn, thì mình sẽ vào Zoom vào lúc 8:50. Mình sẽ vào Zoom lúc 8:50 và vào một cái Zoom khác, và bạn hãy nói với các tư vấn viên của mình trong hệ thống của bạn là đưa cho bạn cái mã Zoom đấy. Anna đã để trong một group ô tô. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian để xem cái phần chia sẻ ngày hôm nay. Anna sẽ gửi lại cái link này cho các bạn, và đồng thời các bạn có những cái nhu cầu tìm những cái bộ chuyên sâu nào thì hãy nói trong group nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.